Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Cơ khí Hoàng Phú. Hôm nay mình rất vui khi được chia sẻ với các bạn về một số kinh nghiệm của Phú với những bạn mới học nghề và những người muốn tự làm cho mình những vật trong gia đình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để cắt góc 4-5 độ đối với sắt hộp. Thì những bạn nào mà có sở thích muốn tự làm những cái vật dụng, những cái sản phẩm, những cái đồ dùng cho mình thì hãy xem hết video này của Phú. Những anh chị nào làm lâu năm trong nghề và có nhiều kinh nghiệm, đừng chê Phú và hãy cho Phú những lời góp ý để Phú ra được những video sau được tốt hơn. Thì việc gì đầu tiên chúng ta cũng cần phải có không chuẩn bị, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ phải chuẩn bị sắt hộp. Đây là những cái sắt hộp Phú đã để sẵn đây. Và chúng ta cần có cây vạch dấu, thì Phú dùng luôn cây que hàn, chúng ta góp nhọn để làm cây vạch dấu. Máy cắt và nhất thiết phải có máy hàn. Hôm nay trời tối, Phú sẽ dùng cây vuốt nông để tạo dấu cho các bạn. Đặt lên cây còn lại. Mình không có chuyên môn sư phạm nên có gì mình nói còn chưa được nghiêm ngặt, mong các bạn thông cảm. Vì mình học chuyên môn cơ khí chứ mình không học chuyên môn về ngành sư phạm. Nên hôm nay mình không dám nói là mình dạy các bạn, mà mình chỉ là chia sẻ những kinh nghiệm của mình với các bạn. Đấy, Phú đã vừa tạo được góc 4-5 độ. Tại vì khi chúng ta chưa làm bao giờ thì chúng ta làm cách này để tạo 4-5 độ. Còn những người mà đã làm nhiều rồi và chuyên nghiệp rồi thì có thể chúng ta sẽ độ những cái cữ. Những cái cữ để chúng ta nắp vào máy mà chúng ta có thể là cắt góc 4-5 độ. Bây giờ Phú sẽ làm việc cắt. Khi cắt thì chúng ta gióng cho cái đường kẻ này, kẻ xéo này song song với cả lưỡi cắt. Thank you.
ra cắt sắt thì thường thường cây sắt nó sẽ không hết phần góc này, thì chúng ta mài lại, khi mà chúng ta mài cho nó vuông cái góc này, mài hết cái bà viền. Oh.
Vừa xong mình mới hướng dẫn các bạn cách cắt tóc 4-5 độ khi mà chúng ta không có cứ. Và nên khung nên các khung cần phải cắt góc 45 độ. Thì các bạn rắc nếu mà bạn nên có bằng ghép khung. Các bạn nhớ lấy tay để sờ cho hai điều chỉnh cho hai cái sắt nó tạo ra một mặt phẳng. Chúng ta sẽ chấm khóa một góc trước sau đó chúng ta sẽ rắc góc. Khi mà rắc góc thì các bạn chia đôi cái khoảng trên này trên góc ra, ví dụ là một góc là 60, một góc là 62 thì chúng ta sẽ chỉnh sẽ căn chỉnh nó về thành 61, tức là nó thì nó sẽ là vuông. Mình xin kết thúc video đây, chào tất cả các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé.